Hành trình 16 năm không chỉ là kết quả phấn đấu của một tập thể, mà đó còn là món quà của sự yêu mến và tin cậy mà quý khách đã dành cho ai thăm lo. Nhân dịp sinh nhật 16 năm, xin mời quý khách lắng nghe những chia sẻ về giá trị cốt lõi 4T mà ai thăm lo đã mang đến cho khách hàng của mình nhé. Xin chào tất cả các anh chị, tôi là Huỳnh Ngọc Minh, là đến từ công ty đào tạo Success Training. Và tôi là một trong những khách hàng của Ai Tâm Loan, là đơn vị chuyên cung cấp và phân phối các cái sản phẩm của Apple có lẽ là hơn 10 năm rồi. Với Ai Tâm Loan có một cái điều khác biệt, đó là cái dịch vụ, cái sự chăm sóc khách hàng, cái sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật dành cho khách hàng là rất là tuyệt vời, rất là chu đáo, rất là chỉnh chu. Và chính vì cái chất lượng của dịch vụ đến từ Ai Tâm Loan đó, nó tạo ra được một cái sự tín nhiệm và cái uy tín rất là lớn, mà tôi tin chắc rằng là không chỉ có cá nhân tôi hay là công ty đào tạo Success Training của tôi, mà còn có rất là nhiều những doanh nhân, các anh chị đã sử dụng qua sản phẩm Apple đều rất là quý mến cũng như là tin dùng những cái sản phẩm dịch vụ của công ty Ai Tâm Loan chuyên cung cấp cái sản phẩm Apple. Với Nhật thì đã chọn Ai Tâm Loan từ rất lâu rồi. Bởi vì sao là khi mà đến với Ai Tâm Loan á, Nhật cảm nhận được cái điều là được chăm sóc rất là tốt. Khi mà lại với Ai Tâm Loan á, thì được cập nhật rất là nhiều những cái dòng máy mới, những cái phương tiện mới để có thể chọn để mình làm nghề của mình. Cái phong cách phục vụ của các bạn á, rất là tuyệt vời, lúc nào cũng đổi mới. Lại đó, mình mỗi lần mình lại mình thấy có một cái cảm giác rất là mới, rất là hay. Thực sự mà nói thì đây cũng là một trong những cái địa điểm mà Nhật tới rất là thường xuyên. Bởi vì sao? Là gì? Nghề của mình mà cũng cập nhật thông tin, rồi mình phải có những cái thiết bị, ví dụ như những cái máy thiết bị để quay, rồi những thiết bị để thu, thì lại Ai Tâm Loan là có hết. Thì cái điều đó là cái điều rất là thích khi đến Ai Tâm Loan. Cái điều đầu tiên hết mà Dương ấn tượng nhất tại Ai Tâm Loan đó chính là cái chất lượng dịch vụ. Như là gần nhất đây thì Dương có suy nghĩ về cái bộ loa để phục vụ ở quán thôi. Dương muốn định nghĩa lại cái không gian kẹo kéo trong cái không gian đường phố như ở trong cái quán Dương như thế này. Dương sẽ tổ chức lại. Và cái điều Dương bất ngờ á mà khi Ai Tâm Loan đã mang đến cho Dương là gì? Anh chỉ cần ở đó thôi. Anh chỉ cần ở trên quán của anh thôi. Tụi em sẽ đem thiết bị lên cho anh thử. Wow. Hai cái củ loa mình chưa thanh toán gì hết. Các bạn mang đến cho mình trải nghiệm thực tế trong môi trường thực tế của tại quán mình. Như đấy, ồ, đã gì ta, sao xịn dữ vậy. Và sau khi được sự hỗ trợ bởi bạn Quy nữa, thì Dương đã lựa được cái chiếc loa ưng ý với số tiền nó vừa phải. Cho nên là cái sự hài lòng của Dương về chất lượng dịch vụ đối với Ai Tâm Loan hiện tại tới giờ thì trong những bạn cùng phân khúc tại Cần Thơ, thì Dương thấy Dương đánh giá Ai Tâm Loan đang nằm ở top 1. Có một số bạn hỏi Thò Hùng là muốn mua một chiếc điện thoại, nhưng mà không biết mà mua ở cửa hàng nào để cho được chăm sóc tận tình hơn hoặc là dịch vụ tốt hơn. Thì theo như tôi khuyến cáo các bạn á, nên chọn dịch vụ Y Tâm Loan. Tại vì gần như là 8 năm nay Thò Hùng luôn chọn dịch vụ Y Tâm Loan tại thành phố Cần Thơ. Tại vì nơi đây luôn chăm sóc tốt, tận tình, chu đáo, hỗ trợ các bạn cực kỳ tốt. Khi điện thoại các bạn gặp những cái vấn đề, sự cố nào đó thì các bạn cứ điện ngay Y Tâm Loan, hoặc là điện ngay nhân viên Y Tâm Loan sẽ hỗ trợ cho các bạn nhiệt tình hơn. Và hôm nay tôi nói thẳng ra, theo như tôi chấm điểm hay là hoặc là tôi cho ngôi sao á, là tôi không cho Y Tâm Loan 5 sao đâu nha. Cái đó thiệt, tôi cho tới 6 sao rồi. Tại vì ở đây á luôn làm cho tôi cực kỳ hài lòng, làm cho tôi cực kỳ vui khi đến và vui khi về. Cảm ơn Y Tâm Loan rất là nhiều nha. Xin chân thành cảm ơn quý khách đã tin tưởng Ai Tâm Loan trong suốt 16 năm qua. Đây chính là động lực to lớn giúp công ty luôn duy trì giá trị cốt lõi 4T, từ đó mang đến cho khách hàng những sản phẩm công nghệ chất lượng cao cùng với trải nghiệm tuyệt vời khi đến với Ai Tâm Loan.